Mến chào quý vị, Lan Hương rất vui khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự nóng trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Trung Quốc nhận đòn đau khi Đài Loan chính thức xác nhận phối hợp với Mỹ ngăn Bắc Kinh hành động. Tiết lộ sức mạnh giàn ngư lôi hạng nặng Mỹ mới bán cho đảo Đài Loan khiến Trung Quốc phải dè chừng. Trung Quốc gây sốc khi đề nghị Phó Thủ tướng Nhật uống nước nhiễm xạ đã xử lý. Giám đốc FBI tiết lộ Mỹ mở 2.000 cuộc điều tra liên quan tới Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin Trung Quốc nhận đòn đau khi Đài Loan chính thức xác nhận phối hợp với Mỹ ngăn Bắc Kinh lộng hành. Thưa quý vị, hãng Reuters mới đây dẫn lời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu khi tiếp phái đoàn không chính thức của Mỹ rằng các hành vi của quân đội Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bà cho biết Đài Loan sẽ phối hợp với Mỹ để răn đe những hành động phiêu lưu và khiêu khích giữa những đe dọa từ các hành vi của quân đội Trung Quốc. Chúng tôi rất sẵn lòng làm việc cùng các nước có cùng mục đích, bao gồm Mỹ, nhằm chung tay bảo vệ hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và răn đe những hành động phiêu lưu và khiêu khích. Bà Thái phát biểu tại cuộc gặp được phát trực tiếp trên Facebook. Nhà lãnh đạo Đài Loan cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ để đối phó với chiến tranh nhận thức và những thông tin sai lệch nhưng không nói rõ chi tiết. Bên cạnh đó, bà Thái cho biết Đài Loan mong muốn nối lại đối thoại thương mại với Mỹ trong thời gian sớm nhất. Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, phái đoàn không chính thức gồm các cựu quan chức Mỹ đã đến Đài Loan từ ngày 13 tháng 4 để thể hiện sự ủng hộ đối với hòn đảo này. Phái đoàn gồm cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd và các quan chức ngoại giao Richard Amites và James Stenberg được Nhà Trắng mô tả là tín hiệu cá nhân của Biden thể hiện các cam kết với Đài Loan. Eo biển Đài Loan nóng lên từng ngày. Ngày 15 tháng 4, Trung Quốc mô tả các cuộc diễn tập quân sự gần Đài Loan là tập trận chiến đấu, bày tỏ thái độ cứng rắn khi các cựu quan chức cấp cao của Mỹ đến Đài Bắc để thể hiện cam kết của Tổng thống Joe Biden đối với Đài Loan. Trong khi đó, có tin tức nói Mỹ đang thúc giục Nhật Bản ra tuyên bố ủng hộ Đài Loan. Đài Loan đã phàn nàn về các hoạt động quân sự liên tục của Trung Quốc ngay sát hòn đảo này, cụ thể là tiêm kích và máy bay ném bom tiến vào vùng nhận dạng phòng không của họ trong khi một tàu sân bay Trung Quốc tập trận gần hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Việc quân đội Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận thực tế ở eo biển Đài Loan là một hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phát ngôn viên Mã Hiểu Quang của Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc nói. Ông Mã nói thêm, đây là một phản ứng trang trọng đối với sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và sự khiêu khích của các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện của PLA, quân đội Trung Quốc, đang gửi đi một tín hiệu cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc ngăn chặn Đài Loan độc lập và sự thông đồng Đài Loan-Mỹ không chỉ là lời nói suông. Reuters dẫn lời phát ngôn Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc rất ít khi bình luận trước công chúng về các hoạt động quân sự của họ gần Đài Loan. Hồi cuối tháng Giêng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ gọi chúng là các hoạt động quân sự. Mỹ, giống như hầu hết các quốc gia, chỉ chính thức công nhận chính phủ Trung Quốc chứ không phải Đài Loan. Tuy nhiên, là bên ủng hộ Đài Bắc mạnh nhất, căng thẳng trong vấn đề Đài Loan gia tăng với mức độ báo động ngày càng cao trong thời gian gần đây. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Chris Dodd, cựu thứ trưởng ngoại giao Richard Amites và James Stenberg đã đến Đài Loan hôm 14 tháng 4 trên một chiếc máy bay tư nhân, điều mà một quan chức Nhà Trắng gọi là tín hiệu cá nhân về cam kết của Tổng thống Mỹ đối với Đài Loan. Họ sẽ gặp được người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn trong ngày hôm nay. Chuyến công du của các cựu quan chức và nghị sĩ Mỹ chắc chắn làm nóng thêm quan hệ Trung-Mỹ vốn đã rất căng thẳng. Người phát ngôn văn phòng của bà Thái Anh Văn là Xavier Chang nói chuyến đi một lần nữa cho thấy mối quan hệ Đài Loan-Mỹ là vững chắc và là một biểu hiện đầy đủ của sự ủng hộ giữa các đảng phái đối với Đài Loan tại Mỹ. Ông Mã Hiểu Quang nói cuộc gặp của người Mỹ với bà Thái sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, bất kể đây là chuyến thăm chính thức hay không. Thúc giục Tokyo. Chuyến thăm Đài Loan diễn ra trong lúc có tin tức nói Mỹ đang thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ra tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sự hung hăng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khi ông Suga gặp Tổng thống Joe Biden ngày 16 tháng 4 này. Thủ tướng Suga sẽ đến thăm Nhà Trắng để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật đối với chiến lược của Tổng thống Biden trong việc hợp tác với các đồng minh chống lại Bắc Kinh.
Financial Times dẫn 4 người thạo tin nói. Mỹ muốn đề cập vấn đề Đài Loan trong tuyên bố chung của đôi bên. Lần gần nhất, lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đề cập Đài Loan trong một tuyên bố chung là vào năm 1969 giữa Thủ tướng Eisaku Sato và Tổng thống Richard Nixon. Một quan chức cấp cao của Mỹ hồi tháng trước nói với Financial Times rằng chính quyền Biden lo lắng Trung Quốc đang muốn giành quyền kiểm soát Đài Loan. Nhà Trắng muốn củng cố thông điệp mà Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng hai người đồng cấp Nhật Bản là Toshimitsu Motegi và Nobuo Kishi gửi tới Trung Quốc gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nhưng các quan chức Nhật Bản đã chia rẽ về việc liệu ông Suga có nên bình luận về Đài Loan hay không, theo hai nguồn tin quen thuộc với tình hình. Một người nói, một số người Nhật Bản tin rằng tuyên bố song phương gần đây đã gửi một thông điệp tới Trung Quốc và việc lặp lại các bình luận ở cấp độ ông Biden và Suga sẽ chỉ nhằm mục đích chống lại Bắc Kinh. Những người khác nhấn mạnh Nhật Bản phải giữ vững lập trường với Mỹ. Tin tiếp theo, tiết lộ sức mạnh giàn ngư lôi hạng nặng Mỹ mới bán cho đảo Đài Loan khiến Trung Quốc phải giải trừng. Mùa hè năm ngoái, Mỹ đã đồng ý bán cho Đài Loan tới 18 ngư lôi hạng nặng MK-48, vũ khí được phóng đi từ tàu ngầm và cực kỳ nguy hiểm. Đây là loại được chế tạo để tiêu diệt tàu nổi, tàu ngầm và các mục tiêu khác trên biển của đối phương. Việc Đài Loan được Mỹ bán cho ngư lôi MK-48 sẽ giúp hòn đảo này cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ dưới biển trước một cuộc tấn công đổ bộ hoặc tấn công hải quân tiềm tàng từ nước ngoài. Không giống như ngư lôi có trọng lượng nhẹ hơn, có thể phóng từ boong tàu hoặc trực thăng, MK-48 là loại ngư lôi hạng nặng dẫn đường chính xác, được phóng từ tàu ngầm và có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ bằng một đòn đánh trúng. Việc Đài Loan sở hữu MK-48 cũng khó có thể làm thay đổi cán cân trong khu vực. Nhưng với số ngư lôi này và có thể được bổ sung trong tương lai, chắc chắn việc tấn công vào đảo Đài Loan sẽ phải trả giá đắt. Ví dụ ngư lôi MK-48 của Đài Loan có thể gây khó khăn cho mọi nỗ lực tấn công đổ bộ, đặc biệt hiệu quả với các tàu vận tải, tàu đổ bộ vốn rất cồng kềnh và khó xoay sở trên biển sẽ trở thành mục tiêu tốt của loại vũ khí này. Việc Đài Loan sở hữu ngư lôi MK-48 có thể buộc đối phương phải phụ thuộc nhiều hơn vào không quân và chỉ có thể chiến đấu bằng vũ khí hạng nhẹ được vận chuyển bằng đường hàng không. Còn các loại tàu vận tải sẽ khó có thể dám tiếp cận gần đảo Đài Loan do lo sợ sẽ có thể bị đánh chìm bất cứ lúc nào. Trong những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm phiên bản ngư lôi MK-48 mới có tầm bắn xa hơn và nguy hiểm hơn, có thể tiêu diệt hiệu quả tàu chiến, tàu ngầm và vũ khí của đối phương ở cự ly xa hơn. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết nhiều chi tiết của ngư lôi MK-48 mới gồm động cơ đẩy mới hơn và trang bị nhiều loại đầu đạn và đây là bí mật và không được công bố rộng rãi. Những phiên bản ngư lôi trước đó là MK-48-16 đã đưa vào biên chế Hải quân Mỹ từ năm 1997 và gần đây nhất là phiên bản 17 được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Trong những năm gần đây, Lockheed Martin đã dành thời gian nghiên cứu nâng cấp cho ngư lôi MK-48-16 và 17, trong đó bao gồm một số nâng cấp đối với hộp điều khiển dẫn đường, bộ thu âm thanh sonar băng thông rộng và các bộ phận khuếch đại giúp cải thiện hiệu suất ngư lôi, chống lại các mối đe dọa mới. Hãng Northrop cũng góp phần nâng cấp phần điều khiển dẫn đường của MK-48, bao gồm việc tích hợp một hệ thống gọi là sonar băng thông rộng chung được tích hợp vào đầu mũi của ngư lôi, giúp ngư lôi hoạt động tốt hơn trong môi trường dưới biển. Bên cạnh công việc nâng cấp công nghệ dẫn đường trên ngư lôi của Lockheed, Hải quân Mỹ cũng đang chuẩn bị phát triển những phiên bản MK-48 mới, có thể là 18, có đường kính 533mm và nặng tới 1.597kg. Ngư lôi mới có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 9 km và đi với tốc độ lớn hơn 52 km một giờ. Ngư lôi mới này có thể hoạt động ở độ sâu hơn 350 m và sử dụng một đầu đạn nổ bằng thuốc nổ năng lượng cao, nặng 295 kg. Với việc đưa vào biên chế tàu ngầm tự phát triển trong nước, nếu Đài Loan tiếp tục sở hữu được loại ngư lôi mới này của Mỹ, chắc chắn đó là cơn ác mộng với tàu chiến của đối phương. Tin tiếp theo, Trung Quốc gây sốc khi đề nghị Phó Thủ tướng Nhật uống nước nhiễm xạ đã xử lý. Thưa quý vị, hãng Kyodo mới đây đưa tin Trung Quốc đề nghị Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso thử uống nước nhiễm xạ đã qua xử lý tại nhà máy hạt nhân Fukushima sau khi Nhật quyết định xả nước này ra biển. Một quan chức Nhật nói rằng uống nước này không sao, vậy thì vui lòng uống đi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu với báo giới, đồng thời cho rằng việc Nhật phớt lờ môi trường sinh thái là hoàn toàn không thể biện minh. Vào ngày 13 tháng 4, chính phủ Nhật Bản quyết định xả lượng nước đã xử lý trên ra biển trong vòng 2 năm sau hơn 7 năm thảo luận về cách xử lý lượng nước từng được dùng để làm nguội nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy bị thiệt hại trong thảm họa động đất và sóng thần năm 2021.
Ông Aso, cựu thủ tướng và là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính từ năm 2012, đã phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13 tháng 4 rằng: "Tôi nghe nói rằng chúng ta sẽ không bị gì cả nếu uống nước đó." Ông Triệu nhắc lại rằng bệnh Minamata ở Nhật đã xảy ra cách nhà máy điện hạt nhân không xa. Bệnh Minamata gây tê liệt hệ thần kinh và gây bất thường bẩm sinh, gây ra bởi nước nhiễm thủy ngân thải ra biển bởi nhà máy hóa chất của tập đoàn Chiso tại tỉnh Kumamoto ở Nhật Bản. Bệnh ảnh hưởng hàng ngàn người và được cơ quan y tế địa phương chính thức ghi nhận vào năm 1956. Ông Triệu nói rằng Nhật không nên quên bi kịch lịch sử đó, đồng thời kêu gọi Tokyo không xả nước nhiễm xạ đã xử lý ra biển mà không xin phép các nước khác và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều phản đối quyết định của Nhật, lo ngại rằng lượng nước trên sẽ ảnh hưởng môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe con người. Theo Yonhap, Hàn Quốc đang cân nhắc nộp đơn lên tòa án quốc tế phản đối quyết định của phía Nhật. Tuy nhiên, giới chức Nhật chỉ ra rằng các nước khác khi vận hành nhà máy điện hạt nhân như Trung Quốc và Hàn Quốc đều xả nước nhiễm xạ đã xử lý ra môi trường. Tin tiếp theo, Giám đốc FBI tiết lộ Mỹ mở 2.000 cuộc điều tra liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, trong phiên điều trần về các mối đe dọa trên thế giới ngày 14 tháng 4 trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các nghị sĩ rằng cứ 10 giờ đồng hồ chúng tôi lại mở một cuộc điều tra mới về Trung Quốc và tôi có thể đảm bảo với Ủy ban rằng điều này không phải do các nhân viên của chúng tôi không có việc gì làm để giết thời gian. Hiện thời chúng tôi có 2.000 cuộc điều tra có liên quan tới Trung Quốc, ông Wray cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Marco Rubio đặt câu hỏi về các nghi vấn Nga và Trung Quốc đang nỗ lực gây ảnh hưởng tới Mỹ. Tôi không nghĩ có một quốc gia nào lại gây ra nhiều mối đe dọa hơn tới sự đổi mới, an ninh kinh tế và các ý tưởng dân chủ của chúng ta như Trung Quốc. Và họ tác động đến các doanh nghiệp, các tổ chức học thuật, chính quyền các cấp của Mỹ ở mức độ sâu rộng và bền bỉ, ông Gray phát biểu. Phiên điều trần ngày 14 tháng 4 là cuộc điều trần đầu tiên về các mối đe dọa trên toàn thế giới diễn ra sau 2 năm. Các nhà lập pháp đã hỏi hàng loạt câu hỏi về Trung Quốc và thách thức của nền kinh tế số 2 thế giới. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner trước cuộc điều trần khẳng định rằng dù Mỹ phải đối phó với thách thức từ một Trung Quốc đang trỗi dậy, thì mục tiêu của Washington là chính phủ Trung Quốc chứ không phải người Trung Quốc hay cộng đồng người Hoa trên toàn cầu và chắc chắn không phải là với những người Mỹ gốc Á. Phát biểu của ông Warner đến trong bối cảnh số vụ việc thù ghét, hành hung liên quan tới người gốc Á tại Mỹ gia tăng nhanh chóng trong suốt hơn một năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích với quý vị, đừng quên hãy chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng với tin tức 24 giờ TV. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.